Xin chào các anh em chiến hữu thân thương. Nay là thứ sáu đang chuẩn bị lên Đắk Lắk. Thì hiện tại là trời Nha Trang rất là mưa, mưa rất là to, ướt đường ướt xé hết. Thì không biết là tí nữa lên trên Đắk Lắk, lên trên đèo nó có mưa hay không. Hiện tại mình thiết kế camera của mình là nó vừa thu âm trong mưa được được luôn. Cho nên là mặc dù mưa gió nhưng mà vẫn thu âm một cách bình thường. Thì hiện tại là 4 giờ sáng tại thành phố Nha Trang. Do nó mưa cho nên là không khí nó cũng khá là lạnh chứ không phải là nóng như cái đợt trước là đi. Phía trước là bạn mình đang đi chiếc quay. Quay biển số 72. 72 là biển số ở Vũng Tàu á. Cảnh sát đây là kiểm tra xe khách, xe tải. Xe khách là kiểm tra có chở quá số người hay không. Còn xe tải, xe container là kiểm tra bằng lái rồi vậy. Nhiều bạn có suy nghĩ rất là sai khi mà đi giao thông, đi lưu thông ở trên đường. Khi mà đi gặp cái tình huống đường nó như thế này á, thì nhiều bạn nghĩ rằng là xe máy phải đi ở trong và xe ô tô là đi ở ngoài. Thì cái đó là sai nha. Chỉ trường hợp nào mà nó có cái biển phân làn kêu xe máy là chạy ở phía trong, xe ô tô ở phía ngoài thì các bạn mới đi. Còn nếu mà nó không có một cái biển báo phân làn gì hết thì các bạn hiểu rằng phân chia giữa làn đường giữa xe thô sơ và xe cơ giới. Xe thô sơ là những ví dụ như là xe đạp, xe bò, xe ngựa, xe xích lô á, những cái xe mà chạy bằng cơm á thì gọi là xe thô sơ. Còn xe cơ giới là xe chạy bằng xăng thì xe được chạy ở ngoài, xe thô sơ chạy ở trong, chứ không phải là xe ở trong mà xe máy ở ngoài là ô tô là sai nha. Cho nên mấy anh chị em khi tham gia lưu thông á trên đường á, mà gặp cái tình huống như vậy là lưu ý, không có tội tình gì mà phải đi ở bên trong kia chi cho nó chậm chạp, cho nó rắc rối hết đấy. Mình ra phía ngoài rộng rãi ra đây mình đi nè, trường hợp nào mà nó có bảng cái phân chia làn á thì mình mới bắt buộc là phải đi ở phía trong, thì có lúc đó cảnh sát họ mới phạt mình là cái tội lấn làn. Còn nếu mà đi cái đường bình thường như thế này không có một cái biển báo gì hết thì mấy anh chị em cứ đi ra phía ngoài rộng rãi đi. Trời ơi, như nó muốn mưa, nó muốn bão rồi. Mù hết trơn hết trời. Mấy anh mấy chị thấy không? Ở phía trước mưa mù hết luôn. Đi mưa giá vậy chắc công an nó trẻ buồn báo tốc độ đâu. Thời tiết nó lạnh nên là nó có sương mù dày đặc luôn. Hay như đi Đà Lạt nhỉ.
đang đi cùng bạn mình lên thị trấn Cư Mờ Ghe để đi ăn đám cưới bạn học. Thì do là khoảng 11 giờ nhưng mà lên trên đó để trang điểm đồ làm đẹp rồi mới bắt đầu đi, chứ ở dưới cái nông trường bạn mình sống thì không có cái chỗ mà để làm đẹp để đi tiệc. Hiện tại trên Đắk Lắk là đang là mùa khô, mùa hanh khô. Có một điều rất là thú vị là mùa hanh khô đây là nó khá là lạnh. Mình cứ nghĩ là mùa khô là nắng nóng đồ, nhưng mà không phải. Ở trên đây mùa hanh khô là nó khá là rét. Buổi tối mà lạnh quá trời lạnh luôn, buổi sáng mà tầm giờ này mà cũng lạnh. Hồi mình cứ nghĩ là ở dưới mình thì mùa khô là mùa nắng nóng, còn mùa lạnh là mùa mưa đồ. Nhưng mà ở trên này thì nó lại khác. Bạn mình ở dưới Nha Trang lâu quá, bây giờ lên lại Đắk Lắk trúng cái mùa này lạnh quá, bệnh nhức đầu nhức óc lum le. Khúc đường trên này xấu quá. Mấy cái xe cày, mấy cái xe chở phân bón nọ đi nó cày xới hư đường hết. Mấy cái đường này mà đi buổi tối mà không có cái đèn trợ sáng là thôi chứ dễ sập ổ gà. Điển hình là đây. Sập tổ này nút tí lòi đồm luôn. Chút cà phê chín đỏ luôn kìa. Trồng cà phê hả? À, trồng cao su. Trồng cao su giờ bây giờ trồng biết chừng nào mới thu hoạch đây, chắc phải 5-10 năm nữa. Này là chanh dây. Đúng không? Này là trồng chanh dây nè. Chu chè một khu nông trường rộng lớn, thênh thang. Đẹp, nhìn thoáng mát không? Được chưa? Sửa đấy. Chị này mà đi buổi tối thôi luôn. Rừng cao su này chắc nhìn thấy già quá, cây nào cây nấy to quá to. Gần tới chỗ đám cưới trước kìa. Một phong cách cũng như một cái giọng hát có ra dáng của một ca sĩ chuyên nghiệp vô cùng. Em và chị đến giữa bạn đi cùng thật thật nhá. Ôi trời ơi, cái này chắc không.
Nhiều bạn hiện nay còn rất là mập mờ trong cái tốc độ khi mà tham gia lưu thông sao cho nó đúng. Thì ở đây á, nó có hai cái quy định, là quy định tốc độ trong khu dân cư và ngoài khu dân cư. Bây giờ là trong khu dân cư trước. Trong khu dân cư á, mà nếu là đường... Không. Trong khu dân cư á, nếu mà đường là đường một chiều và đường là có cái dải phân cách cứng ở giữa, nghĩa là có cái bồn ho hay là cái dải phân cách bằng xi măng ở giữa đường đây á, thì tốc độ chạy quy định á, là tối đa là tất cả các loại xe luôn là 60 km/h, xe hơi, xe máy gì là 60 km/h hết trong khu dân cư mà có dải phân cách cứng. Còn nếu mà trong khu dân cư mà không có dải phân cách cứng mà là cái đường vạch đây, cái đường vạch đây này, thì cái đường vạch đây thì là mình chạy chỉ được khoảng là 50 km/h thôi. Qua chỗ đây cua cho nó an toàn. Tại đang ngừng mua bơ về làm quà, tại vì đang hết mùa bơ rồi. Bơ đây 65.000 kg, mùa này 65.000 kg. Nghe nói trong thành phố 80-90 gì đó thì biết, nghe sao nói vậy thôi. Hiện tại là 65.000 một ký bơ tại vị trí này. Đi này là chỗ nào để cũng trẻ biết nữa. Bây giờ là đi đường Hồ Con Nhái, Hồ Con Cóc vậy á, mình cũng chả biết nữa. Nói chung đi cái đường nào cho nó đẹp, nó êm, tại vì chở rất là nặng mà đi mấy cái đường vòng vòng thôi luôn á. Hồi nãy nói về cái tốc độ trong khu dân cư thì có dải phân cách cứng là 60, còn không có là 50. Bây giờ ngồi khu dân cư nha, thường thường thì ít chỗ nó bắn tốc độ ngoài khu dân cư lắm, thường là ở chỗ Đắk Lắk, Đồng Nai rồi nó đói hay sao nó ra ngoài khu dân cư nó bắn. Thì ngoài khu dân cư á, đối với cái đường như thế này không có dải phân cách cứng thì là chạy tối đa được 60. Bây giờ vô khu dân cư nè là chạy khoảng 50 thôi, tại vì đường này nó không có dải phân cách cứng. Nếu mà ra ngoài khu dân cư mà đường có dải phân cách cứng á thì mình chạy được 70, đó là đối với xe máy. Còn ô tô thì cộng thêm 10 km nữa, nghĩa là ô tô chạy được 80, xe máy chạy được 70. Việc mà tăng tốc độ chạy trong và ngoài khu dân cư lên á thì nó cũng đi kèm với cái mức xử phạt, nó cũng rất là nặng. Thường á, thì mà chạy mà trên vượt quá trên 20 km/h là phạt rất là nặng. Phạt nếu xe máy là khoảng 3,5 triệu á, còn với ô tô thì thôi 6-7 triệu. Do là nó hết cái mùa bơ rồi cho nên mua bơ nó cũng mắc, chứ như hồi trước là bơ rỉ ồm. Hiện tại là đang mùa cà phê, thấy cà phê chín đỏ đầy vườn luôn mà chưa có người hái. Rồi chuẩn bị ra khỏi ngoài khu dân cư, có cái bảng, có cái ngôi nhà, rồi có cái sập ngang là hết khu dân cư. Thì ra ngoài đây thì chạy được 60. Nhưng ngoài đây là chạy được 60 nè. Đây, như đường này là nó là đường một chiều ở ngoài khu dân cư. Nên là mình chạy được 70. Cái làng ở ngoài kia là làng của ô tô, mình mà lóng qua bên kia là xong. Chỗ đây chạy được 70 nè. Cái dải phân cách ở đây là một cái cánh rừng cao su chứ không là cái gì hết. Nó là một cánh rừng cao su nằm ở giữa. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình sẽ đi ở ngoài đây mà không sợ bị bắt. Tại vì trên cái đường này nó có cái bảng phân làng. Thì cái làng này á, là cái làng ô tô xe máy. Làng ở trong là làng xe máy, xe thô, xe sơ.
là ở ngoài cùng đây mới là làng ô tô này, mình mà lấn qua bên này là xong, còn mình chạy làng đây ăn đây là đều là được hết. Đây đây cái biển của nó đây, đây này thấy không? Đó. Có biển phân chia làng như vậy á thì mình mới đi. Còn nếu mà cái biển phân chia làng mà nó chỉ phân cái làng này là làng xi máy á, thì mình chỉ được đi cái làng này thôi, mình không được đi làng ngoài. Nhưng mà nó cho đi làng ngoài nữa thì mình giải đất thì mình không đi, mình chui trong này đi chi cho nó chật chội nguy hiểm. Cho nên là cứ leo ra đây đi, rộng rãi thoáng mát, chả sợ bố con nào. Đang đi đường hồ con ếch. Biết hồ con ếch nó làm sao. Wow, mát. Đi giữa rừng cây mát mẻ ghê. Đường 6 được khoảng 1 cây. Khoảng 1 cây số là đường nó xấu cực kỳ. Thì sau khi hết đường 6 là đi cái đường này. Thấy cũng rất là êm. Không biết khúc tiếp theo nó có êm hay không. Cái này giống cái cây gừng dữ ta. Cây gừng hay cây nghệ vậy nè. Bạn mình đi nhanh dữ vậy. Lên Đắk Lắk mà không ngừng để mà ăn bắp á, là cũng là một điều hết sức là thiếu sót. Tại vì bắp trên này là nó ngon, công nhận họ luộc rất là ngon. Họ luộc tại chỗ cho mình thấy luôn, chứ không phải là họ luộc sẵn mình tới mình ăn. Họ luộc trong một cái nồi rất là bự. Thì theo cái công thức luộc của người ta là người ta chỉ đổ nước với lại muối vào thôi. Đây nè, còn những cái lò luộc bắp Lộ Thiên nằm dọc cái tuyến đường 2 quốc lộ 26 nè. Họ chỉ bỏ muối với nước vào và luộc thì bắp nó rất là ngọt, ăn rất là phê. Nãy bạn mình với mình ăn 32 đứa mà quốc 9 trái bắp. Trong đó mình ăn 7 trái. Ăn bắp đây là đảm bảo không có cái việc mà luộc pin hay là cái gì tàu lao rồi đấy, là không có. Cái mấy cái cửa hàng bắp dọc đường là nó nằm ở từ km 47 đến km số 49 trên cái quốc lộ 26 đi từ thành phố Buôn Ma Thuột về lại thị xã Ninh Hòa. Giá cả thì ba trái 10.000. Ăn quốc 7 trái nào quá, ăn gì khỏi ăn cơm mẹ luôn rồi. Ba trái 10.000 à. Uống ăn 7 trái bắp, uống liền nước mía nữa vô cành hồng luôn.